Xin chào cô chú anh chị cùng các bạn. Hôm nay My đang ở trước cửa nhà hàng Lạc Việt. Ở đây á mới mở là nổi tiếng là cơm tấm và có thêm một loại bánh mì nữa. Một số người á thì ăn nói rất là ngon, một số người á thì nói là không có ngon. Thì hôm nay My đi ngang rồi ghé qua đi vô trong mua về cho anh Tâm ăn coi như thế nào thì cho cô chú anh chị biết sau nha. Rất là đẹp luôn á các cô chú anh chị, đẹp sang. Còn bánh mì nè, bánh mì người ta để nó dẹp lép vậy nè, không biết cái kiểu gì mà sẽ nó dẹp lép vậy mà đâu biết nữa. Xong rồi nè, cho ông xã nè, đẹp không, nhìn giống như là cái túi xách niềng đám cưới hay gì á, giống như đi moi vậy đó. Đẹp quá cô chú anh chị, ăn không biết sao nghe nhưng mà thấy đẹp á, mẫu mã bắt mắt nè. Hàng mới, bánh mì giòn Lạc Việt. Em kêu để ra riêng, hồi nãy giờ em mua xong rồi em còn chạy đi vòng vòng giờ mới về, đây vừa bán vừa quảng cáo cái này xài reuse lại được nè, xài lại được nè cô chú anh chị ơi. Mới mở mấy tháng nay nhưng mà bây giờ cho anh thử coi nó ra làm sao. Muốn thử bánh mì trước không? Thử bánh mì trước cái đi. Dạ, bánh mì là hàng mới ở đây nha. Dạ. Anh Sơn, cái này cho anh nè. Hồi xưa đám cưới của em còn không có sang mặn vậy nữa đó. Sơn gì? Anh Sơn, anh sẽ hiểu. Anh Sơn nào vậy? Sơn coi video hả? Ừ. Chắc. Ồ, bánh mì này dịch dẹp đảo hả? Ồ, nó xíu vậy hả? Nó, hai phần, hả? Cắt lần thôi. Ừ, thơm quá. Sao đè dịp lép vậy hả? Mình dọn mà, đưa mà em coi banh ra coi cái gì vậy? Biết tại sao không? Ta đè xuống á. Bỏ vô cái đồ nướng á, biết không? Mua về mình để cũng hơi lâu á. Thì mình lấy cái này mình bỏ vô cái air fryer mình nướng 400 độ 2 phút cho nó giòn nóng lên chút. Còn cái này không nướng. Để hồi thử hai cái riêng coi như thế nào. Một ổ như vậy nè cô chú anh chị là 4 đồng 95 sen, thịt nướng xả. Còn cái sườn bì chả là 11 đồng 95. Tổng cộng là 16 đồng 90 cộng thuế nữa là 18 đồng mấy. 18 đồng 38. Cái địa chỉ với số điện thoại trên đây cô chú anh chị. Rồi bánh mì giòn hàng mới. Giòn dữ rồi nha. Ừ. Nên là đúng tên rồi, nó quá giòn. Tôi nghĩ ăn lúc mới làm cho ngon lắm á. Nè. Yeah. Em biết nhưng mà em thấy cái mùi thơm. Anh ăn mà ở đây em thơm với rất là giòn. Ừ. Thịt gia vị cũng đậm lắm. Mấy anh có không biết à. Ừ, thịt ngon. Nha. Yeah. Dạ. Yeah. Thịt ướp rất là đậm đà. Theo cái review mà của nhiều cô chú anh chị ở trên Facebook mà em thấy á thì có nhiều cô chú nói á ở đây á là không có ngon. Xong rồi có nhiều cô chú nói hồi lúc mới đầu không ngon mà bây giờ ăn ngon lắm. Cho nên cái này mình cũng không biết sao, tại mình cũng là một người khách, mình mua ăn thử thôi nghe cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị có ăn ở đây rồi thì cho xin lời review. Nhưng mà cái bánh mì này là mới nha anh, bánh mì là mới có khoảng mấy nay thôi á. Ừ. Của tiệm này thôi, còn cái cơm tấm á, cơm tấm là có lâu rồi. Thì anh thấy cái thịt đậm đà hả? Rất là ngon. Dạ. Có ướp rất là ngon. Dạ. Bánh mì giòn quá luôn ha. Ngộ. Ừ. Ha. Rất là lắm. Dạ hả? Ừ. Mì có giòn quá mà có giống như thịt ở trong, hình như cái nước sốt đâu có ẩm ướt hay là nó hơi khô hay không, gì không? Không thấy khô. Dạ ha. Good. Mà nếu mà nhiều rau tí xíu nữa thì ngon hơn hả? Thì anh để rau vô. Để dành cho bạn bên đây nữa chứ. Ồ, vậy thôi. Gam vừa đủ rồi ha. Ừ, dạ. Tí xíu. Này thôi, giờ anh để vô đi rồi có gì ở kia mình tính sao. Mà gia vị là đậm đà, thấy vừa lắm luôn không? Thấy thích không? Ừ.
nên nó vẫn đông anh ăn bánh mì thịt, anh ít ăn mì thịt nướng phải không? Dạ. Nhưng mà cái thịt nướng này anh thấy ngon. Dạ. Đậm đà. Cũng thơm phải không? Dạ. Này là đây ghi là bánh mì thịt nướng xả nha cô chú anh chị. Không nghe mùi xả. Dạ. Mà cái nướng này, cái ướp này giống như có cái kiểu hơi ngọt ngọt, ngọt như kiểu barbecue ngọt ngọt vậy đó phải không? Dạ. Dạ, yeah, nên nó cũng ngon. Giờ thử cái loại mà kêu cái nướng lại nha. Dạ, để lau thử cho nó làm sao. Dạ. Yeah. Cái này làm thịt nhiều quá nước hả? Nước sốt rất là nhiều thành ra nó ẩm ướt phải không? Dạ. Thành ra nó rất là ngon. Mà bị khô. Mà công nhận nước sốt mà sao nó cũng không có bị chảy nước ra ngoài ha. Nước sốt rất là đặc. Cái vỏ ngoài cứng phải không? Dạ. Cái miếng này là nửa này là nửa chưa có nướng. Dạ. Mà mình mua cũng hơi lâu rồi. Dạ, để ăn thử thì không cần nướng. Dạ, để coi nếu mà ai sáng đi làm mua trưa ăn rồi có được không? Vẫn còn giòn. Nè ha. Không, cái đó là rau. nhưng mà cắn thì vẫn còn giòn. Dạ. Ở làm hay hả? Mà ngộ là ở ngoài không bị ướt ha. Không có bị chảy, không có bị mềm ra. Đúng rồi, mì nó vẫn cứng phải không? Tại nhớ nếu mà bánh mì. Ngắt cả. À. Ừ. Nhớ bánh mì nếu mà mình ăn xíu mại. Dạ. Thì nó nứt cái này nè, phải không? Đúng rồi. Mềm èo ở đây phải không? Dạ. Mấy cái kia là bánh mì mềm. Ừ. Dạ. Bánh này ở trong nó có khô queo, khô khan, khô khóc không? Tại vì ngoài nó giòn quá là ở trong nó sẽ khô. Không. Ở trong này cái bí mật đó là rất là có cái nước sốt chan lên. Dạ. Như thịt người ta để lên xong rồi ta chan lên đúng không? Dạ. Dạ. Ở Việt Nam á, là ta có cái nước chan lên. Yeah. Anh nhớ ăn rất là ngon em ơi. À. Nó không có bị khô. Việt Nam ví dụ như em ăn thịt heo hay gì người ta chan cái nước gì lên người ta riêng. Nước sần sạt. Yeah yeah yeah. Rất là ngon em ơi. Bữa này làm sao? Này yeah. có cái nước sốt cho rất là ngon. Vậy hả? Là cái nước sốt ngon. Ừ. Đúng rồi, cái thịt heo nướng này cũng rất là ngon nữa. Dạ. Yeah. Nếu mà gặp anh thì nghĩ anh muốn thêm mỡ thì chứ. Để nói ông chủ có nghe video này không, kêu ông chủ thêm mỡ bà chỉ thêm cho anh Tâm. Ngon, ví dụ như là hai loại đúng không? Dạ. Ai vô chọn cho thêm vài cái tóp mỡ đồ vô nữa phải không? Ừ. Cái người nào ông vô ông nhau như anh bước vô lấy thêm mỡ. Ngon. Không ngờ cứng, em lúc đầu em mua mà thấy bánh mì giòn em nghĩ trời ơi cái này chắc ăn chắc khô eo khô cằn khô khóc chứ, ai ngờ đâu lạ hả. Bà nói là cái thịt ướp này rất là ngon. À, cái này hàng mới của tiệm. Ừ. Còn cái cơm tấm một chút nữa anh thử cái cơm tấm á là 11 đồng 95 á là có nhiều lời bình luận trái chiều lắm, cho nên mình muốn thử coi sao. Mà cái bánh mì này 4 đồng 95 là coi như 5 đồng thì anh thấy rẻ, quá rẻ hả? Yeah, thích rất là nhiều nữa. À, cái này ăn lên là cũng được mà. Ừ. Ăn đến nào luôn. Mà lúc em làm mua bánh mì em thấy chờ lâu không? Ồ, cái này mi mua lúc sáng sớm nha cô chú anh chị, là không có chờ. Lúc mi mua là 8:21 buổi sáng, cho nên mi đến mi gọi, mi đã gọi điện thoại trước thì anh đó nói 10 phút 15 phút là xong, là mình lại mình trả tiền là có luôn rồi đó. Ừ. Còn nếu như mà trưa đồ là có nhiều người nói chờ lâu lắm. Tại anh sợ lúc mình nướng nó lâu lắm á. Nhưng mà em nghĩ cái này mới làm xong mình nóng giòn chắc ngon lắm hả? Ừ. Anh mới hỏi em là có chỗ ngồi ngay đó không? Có bàn ngồi. Mà ăn cái đồ của anh hai thứ á, thứ nướng rồi với thứ chưa nướng thì anh thấy cái nào nướng lại ngon hay là chưa nướng ngon? Ngon. Ờ vậy mua về nướng lại ngon. Ừ. Cô chú anh chị mua để rau riêng, có gì mình về mình nướng lại 2 phút thôi à. Ừ. Dạ. 2 phút mà 4 đồng độ luôn. Maximum trong cái air fry luôn á. Dạ. Cái này nướng lại rồi. Nếu mà ăn tại chỗ nghĩ chắc là ngon lắm á, 9 điểm rưỡi. Dạ. Còn cái nhà mình nướng lại cho cái này 9 điểm. Dạ. Còn nếu mà để lâu không muốn nướng lại cho 8 điểm rưỡi. Dạ. Wow. Một ổ bánh mì 3 loại điểm. Còn nếu mà nói về rau á, chỗ này hơi cho rau hơi ít một tí. Yeah. Ừ, ví dụ như anh cần nhiều ngò, rí nhiều hả? Ớt. Yeah. Ví dụ như đồ chua thì anh cũng không có ăn nhiều gì lắm.
nhưng mà cảm thấy rất là ít nha mấy không? Dạ. Không có đủ đâu. Tại vì người thường ăn rau rất là nhiều. Dạ. Mà nếu mà có nhiều cái nhân cát á, nhiều cái loại thịt cát á, anh muốn thử á. Dạ, giống như để coi cái đó có cái gì, nãy em có quay sơ mà em không để ý là coi có cái gì, để ngồi coi lại cái hình. Rồi, giờ mình thử qua cái cơm tấm nha. Cái này nhìn thấy trịnh trọng giống như là đồ trên máy bay. Trên máy bay hay là đồ Japanese nữa. Dạ. Oh, look at this. Ờ, nước mắm vô chai nữa vậy đang lấy cái chai này xài to go rồi được luôn ha. Yeah. Wow, sao mà nhìn trịnh trọng dữ vậy ta? Đẹp quá cơ chứ. Rồi chứ anh chị có ăn ở đây rồi á, thì cho mới xin lời review nha. Trời ơi, này tốn kém lắm á nha anh. Mấy cái hộp này không chắc cũng mấy đồng. Ôi em coi nè. Ví dụ như chả giò có nước sốt đặc biệt. How special sauce. Vậy hả? Yeah. Quảng cáo. Ồ, đây có đủ thứ nè. Mực. Để coi trên này trước đã. Trời ơi, cơm. Rồi, kế bên là gì? Kế bên là gì? Chả hấp. Dạ. Dưa chua. Dưa chua mà có dưa cải chua luôn. Hành. Hành. Rồi hành cũng để riêng nữa, kỹ quá anh ơi. Yeah. Cái chỗ này giống như kiểu Nhật vậy đó. Dạ, cái này chắc cái người manager này chắc hồi xưa làm việc cho Nhật thì đúng rồi, hay làm việc trên hãng máy bay gì. Yeah. Rồi canh súp quá là hấp dẫn luôn. Cái này đem đi to go được rồi. Ồ, cô chú anh chị. Nướng. Trưa mình đi mua, sáng đi mua, trưa ăn hâm lại hả? Wow, lúc này nè. Cắt sẵn luôn nữa nè. Wow, ôi, nhiều vậy. Quá chừng luôn. Quan trọng là để coi cái tấm ngon không. Có nhiều tiệm bán cơm tấm nhưng mà em thấy cái tấm giống như hơi nở quá hoặc là hơi khô quá anh. Cũng không biết làm sao, phải để anh thử coi. Giờ anh muốn lấy cái dĩa anh múc vô hay là để. Nhiều quá ha. Một cái gì anh ăn hết không anh? Chắc không hết á. Cái này là anh ăn như hai lần. Lunch and dinner. Dạ. Wow. Dày dữ sao hả? Dạ. Cái bình nhìn thấy thương quá. Cái bình này xài lại được á cô chú anh chị ơi. Này có một cái là đầy đủ hết mà lại thiếu ớt. Chết rồi, chết rồi. Thiếu cái bịch ớt xé ra, ví dụ như em bỏ vô đây nè, ví dụ như em thấy không? Dạ. Yeah. Đó, cho ông xã, ớt mì hái quá chừng luôn cô chú anh chị. Hái rất cỡ 10 lần cái đó mà vẫn còn á. Cô chú anh chị thấy không, cái ớt này á, ăn mới 3 ngày mới hết á. Nó cay khủng khiếp. Nội cắt ra lấy cái đũa đụng vô thôi đủ rồi đó. Thành ra cái này mà. Mới bỏ từng đá để dành ăn từ từ. Dạ, yeah, tới mùa đông á, không có, cho nên rất là quý luôn á. Thơm quá, mùi thịt nướng bát ngát. Nè, em muốn ăn mặn không? Phải, ở đây phải bán đồ chay nữa mới được. Có bán đồ mặn không à. 11.95 đó anh. Nhà thịt quá chừng nhiều luôn. Dạ. Yeah. Cái gạo, cái cơm á, cơm tấm mà nãy mình nhìn mình tưởng giống như nó hơi sượng á mà không sượng. Vậy ha. Dạ, yeah, ngon. Yeah. Nhìn thấy có vẻ hơi khô phải không? Không khô, mình thử chả, từ đây cũng không có hảo là chả này. Cũng được. Con cái là, nãy mình ăn cái bánh mì thịt nướng á. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ cái này cũng sườn nướng á, cái mùi vị nó giống lắm. Yeah, thành ra cái nào cũng đứng nướng không thứ. Yeah, cái mùi khói ấy, yeah, giống là xem thì anh nghĩ chắc giống á, để anh thử rồi. Mà cái sườn em thấy có vẻ hơi cứng không hay là nó mềm mại? Nó nghe gần như không có dai. Nó cái gia vị á khác cái kia nha. Ồ, còn bì nữa.
cái hộp bì người ta để riêng. Chẳng chứ thiếu gì hả? Sorry đi. Nè, cái hộp bì, bì người ta để riêng nữa, nãy có chồng trên đó, rồi cái em mở ra, cái em để lại riêng luôn. Đó, bì. Anh đang cảm thấy nó thiếu cái thính, em biết không? Dạ. Cũng nhiều. Wow, cũng nhiều đó. Dạ. Cái này là ăn hai lần là easy ha. Dạ. Còn cơm, còn đồ đủ thứ kìa. Cái này là đại dĩa rồi. Còn như đây cơm nè. Rồi lấy một cái ớt ra phải không? Vậy này nha. Trời ơi. Ớt này rất là cay. Một cái cây của mì á. Cả trăm trái này á. Bì ngon không? Ngon. Vậy hả? Sao vậy, là ở đây giờ vừa miệng anh rồi hả? Nhưng thấy chỗ này ăn đâu có gì đâu. Vậy là thì ở đây có người nói là ở đây đã đổi cái recipe rồi. Tại vì lúc mà mình đọc cái review á thì có người nói là lúc mới ăn dở lắm, bây giờ ok rồi. Thì em nghĩ là người ta đã cải thiện lại cái gia vị rồi đó. Trong ví dụ như bì, thịt, chả thì em thấy chả hơi so với cái bì với lại cái thịt, chả hơi lạc lõng tí xíu. Vậy không ha? Không có ngon bằng. Dạ. Nước mắm làm sao? Dạ. Mắm được mắm riêng đây. Nước mắm được. Vậy ha. Yeah, tại nãy chan vô cơm. Dạ. Nước mắm ngon. Có một cái là như quên chứ không bỏ bịch ớt vô thí dụ vậy ha. Đúng rồi. Ở đây chứ phải là không có. Ở đây phải cho bịch ớt chứ ai mà ăn ớt mà không có là thì bị thiếu điểm á. Thịt không có bị khô nha cô chú các bạn. Thịt rất là dễ ăn, mềm mại. Mà thơm quá hả? Đậm đà không? Hay là nó hơi lạc? Cái cách mà ướp hơi giống cái thịt mà bỏ trong bánh mì á. Dạ. Nhưng mà thịt bánh mì thì nó giống như là barbecue vậy đó. Dạ. Nó có cái sweetness, những cái ngọt á. Dạ. Còn cái này thì không có, cái này là khác khác tí xíu. Vậy là em nghĩ cái ngọt ngọt trong bánh mì mà anh nói là cái nước sốt á. Dạ. Dạ. Nếu mà giữa hai cái mà ăn được nhiều á, nghĩ anh ăn cái này dễ ăn hơn. Dạ. Nhưng cái kia ngọt ngọt. Có người nói buổi trưa gọi chờ tới 45 phút luôn á. Cho nên nói cho cô chú biết, nếu mà ai muốn ăn thì phải gọi đây sớm. Có gì mình đến mình lấy thì dễ hơn. Chứ mà mình đến là lấy rồi chờ nữa là rất là lâu á. Giá này là giá bình dân hay là giá nói trung bình vậy thôi phải không? Không có ghi sale gì hết á thì em nghĩ. Nhưng mà giá ý nó là giá so với thị trường. So với thị trường thì giá này là cũng đúng. Nhưng mà theo anh lấy cái thịt sườn này để ăn cơm tấm hay là lần sau anh kêu cái thịt trong bánh mì á để vô đây ăn cơm tấm thì anh nghĩ cái nào ngon? Nghĩ ăn thịt này. Nghĩ hả? Yeah. Nếu mà mình vô McDonald's đi, mình ăn một cái Big Mac, cái French fry, một cái ly nước ngọt cũng 12-13 đồng rồi đó. Đúng rồi. Còn cái này, cái đó dĩ nhiên là sao bằng này phải không? Dạ. Mà cái này có thể ăn được 2 lần nữa. Một cái kia là nhà đồ ăn nhanh, đúng ra là phải rẻ. Còn cái này so với cái này rẻ hơn nhiều. Nhưng mà cái này thì ăn thì em không biết sao mà em chấm điểm cái phần mà cái hộp nữa là em chấm là 9 điểm rưỡi luôn. Quá xuất sắc, cái hộp đẹp quá. Phần trưng bày. Trưng bày đẹp quá. Phần trưng bày tôm sấp. Đúng rồi. To go mà mua vậy không biết ở tiệm ăn có bỏ vô này không ha, hay là ở tiệm là no, có dĩa ha? Tiệm thì bưng lên. Chắc nhé. Tiệm là bưng dĩa hay sao ha? Mình chưa vô tiệm, cô chú có ăn ở đây mà ở tiệm chưa, cho mình xin là chia sẻ nha. Anh nghĩ cái này là giống như quảng cáo luôn để cho cái hộp như reusable biết không? Đúng rồi. Hộp như đi shopping vậy đó. Xong rồi là cầm cái hộp này đi mua sắm lặt vặt được. Mà không biết nãy giờ có đụng mùi nước mắm trong đây không? Không, để riêng. Bây giờ nước mắm mới bỏ vô cái bo rồi dặn nắp này đàng hoàng. Cái này giống như là em cầm đi vô mall shopping cũng được vậy. Dạ. Giống như mua Chanel rồi vậy. Bloomingdale. Quá là sang luôn. Không, cái tên này Lạc Việt. Cái tên cũng nghe hay, để cho mình cầm mình đi ra ngoài đường á thì người nước ngoài nhìn sẽ thấy á, sẽ thấy là biết người của người Việt nè. Lạc Việt broken rice đẹp. Bị cảm thấy thiếu thính tí xíu. Vậy hả? À. Nó không thơm phải không? Ừ. Yeah.
Mà thiếu tóp mỡ phải không? Tóp mỡ để lên trên hành thì cũng không có phải không? không Dạ. Dưa chua ngon không? như chùa không có chùa nước phẩm thấy thường thường ít có ai có tép mỡ hả Nô cơm tấm có tóp mỡ mới ngon anh. không ít có người có như là Có chỗ có chỗ không? không có offer mấy ông không Dạ. có Chắc giờ nhiều người cử ăn mỡ quá cho nên người ta không để. dưa chua này không có phải kiểu dưa chua như ăn bánh bánh mì mấy ông khác Vậy hả? nha Vậy thứ này với chú ăn cơm mà. không thường thường anh thấy thường thường đó. Là mấy kiểu giống như ăn bánh mì Dạ. cứ là dưa cải nhưng mà dưa chua hả Dưa ừ. cải Có mà thêm cà rốt với lại đại con như nữa có cải trắng. Dạ. ừ ngon Dạ. này nhẹ anh ăn được hơn là cái loại chua này dễ Này ăn là lại có chua không? chua nhẹ Nhẹ hả? nhẹ rất là dễ ăn Dạ. thử miếng súp súp đậm đà wow, súp này giống như hồi xưa ăn ở Cần Thơ mà nói gì nói với cái thịt nướng nó, ở bên đây nó không có bằng không bằng ở Việt Nam hình như tại cái thịt ấy, mấy Nó không được tươi. nha Vậy làm sao mà làm được liền giống như bên Việt Nam được? Việt Nam là trong ngày không? yeah, đúng rồi đó ghi năm mẫu con heo buổi sáng ví dụ như là Mà buổi sau trưa này em nghĩ chắc không có đâu. Sau này lại cũng có tủ lạnh này thì chắc cũng để qua không biết nữa đêm. cái thời anh ở năm 970 mấy 78 79 Đúng rồi, hồi xưa là khác. anh nghĩ chắc là trong xem đêm mấy không Dạ. Vậy cái này chỗ này làm sao anh muốn mua đủ hết vậy hay là anh muốn bì với sườn không có để chả? thường không trả như Dạ, ăn nặng để bì nhiều một chút thôi phải không? Dạ, chả anh không thích phải trả thì ok không có không gì được hết chỗ này á mấy em nhìn thấy được không chứ nhiều chỗ thấy nó khô mấy không không? Dạ. phần chả này rất là ẩm ẩm ướt Ẩm đỡ ướt hả? nhiều Nhưng mà có hơi lạc thôi hả, phải nhưng không có lạc gì nếu mà chan với nước mắm này không không? À, nha dạ. Nhờ cho điểm đi. này tính cộng lại hết nên cho chắc 8,5 điểm Dạ. Thì, anh nghĩ là hy vọng là giữ cái recipe này hay là thay đổi nữa. không biết cái này lần đầu tiên anh ăn vậy thấy ok lắm Dạ. Tại người ta nói là cái này đã có thay đổi cái recipe rồi á, chứ hồi trước không ngon. chắc sợ người ta chắc người ta cũng hiểu là Improvement. ví dụ như khách hàng có cái phê bình gì đó ví dụ như là Dạ. muốn đổi cái này đổi cái nọ giống như anh nói ô quên ớt cái lần sau người ta nhớ nó bỏ ớt ví dụ như Cảm ơn. Cái chút chút nhưng mà nó cộng thêm rất là nhiều điểm. Dạ. Có cái hay là cái cách trưng bày cái tiếng Mỹ nó gọi là presentation rất là đẹp lắm nha Dạ. nhìn vô là mình Bắt mắt đi. impress nha Dạ. Với ở đây nên phục vụ là cũng ok, cũng vui vẻ. Dạ. nhiều chỗ người ta nói cái chỗ đồ ăn thì ngon dùng dịch vụ không có tốt người không có người ta cũng không muốn đến nha Đúng rồi, giống như chảnh quá, ví dụ vậy đó. các bạn có biết là trên thế giới có ba món đồ ăn mà nổi tiếng là hamburger như là pizza như là gì Với phở hả? no Phở hay là bánh mì hả? no Việt Nam không có trên cái list Vậy hả? mà là sushi Ồ. là pizza với lại burger với lại sushi Vậy hả? là ba cái đó nổi tiếng nhất À, cái đó là người ta research đó hả? ừ Dạ. những cái đó là mấy cái nổi tiếng cũng gọi là popular nhất á Dạ. Tại vì cái đó là người nước ngoài đông, người Việt Nam mình nhỏ quá cho nên chưa có chen vô chưng vô nhưng được. mà nếu mà nói đồ ăn người Việt Nam á là nói ra là người ta biết phở với lại bánh mì hai cái đó là gần như ai cũng biết hết trơn á Dạ. mà phần đông mà ví dụ như 10 người là trên 9,5 người là ăn là thích rồi đó muốn ăn Dạ. again Cà phê Việt Nam cũng nổi tiếng lắm phải không anh? người nào uống cà phê Dạ. người ta biết Đã biết cà phê Việt Nam mình cũng thơm lắm á. con cái là anh thấy bao nhiêu người nước ngoài về Việt Nam cứ cứ đòi thử egg coffee Cà phê trứng cà phê trứng hả? em biết cái lịch sử của nó không Không.
Cà phê trứng mà xuất xứ ngoài Hà Nội á. Dạ. Là bây giờ thì ở đâu cũng có, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái thời là chiến tranh hồi lâu rồi đó, không có cream, sữa mà bỏ lên cà phê, đúng không? Dạ. Không có. Mà lúc đó là gà thì có, thế này có trứng có đó, đúng không? Người ta mới lấy cái đó, người ta đánh ra, người ta thế. Cái từ nó biến thành một cái đặc sản riêng. Bây giờ rất là nổi tiếng là, nhưng mà người ta làm rất là ngọt, không biết không? Làm giống như kiểu đồ ăn tráng miệng vậy đó, rất là ngọt. Đặc thì là đặc đi, nó để lớp ở trên cái coffee nằm dưới. Thì bây giờ thành cái riêng, mình ta đi Hà Nội hay là Hội An cái gì này nọ rồi là người ta ai cũng muốn thử hết Như là người nước ngoài biết về Việt Nam mình là cái cà phê đó cũng là một phần trơn. hả? Với em thấy chả giò cũng nổi tiếng nha, không biết chả giò của Việt Nam, người Nam hay là của Egg thì nó nghĩ là của tàu. cái tàu hả? Spring roll là của Việt Nam á, Spring roll, cà gỏi cuốn á nhưng mà bánh mì với phở là hai cái đó. là nổi tiếng hơn ha, người phải nổi tiếng hơn. Có nhiều ngứa thành điệu nó cũng biết bún ốc ví dụ Bún riêu, bún riêu bún ốc bún ốc bánh xèo đó, bánh xèo cũng nổi tiếng vậy. Việt Nam mình nhiều món ngon quá. Mỹ nó thường hỏi tại sao bánh xèo gọi là bánh xèo, cái nó mày đổ nó kêu xèo xèo. Nó Việt Nam rất là giản dị. Còn món gì nữa cô chú anh chị kể dưới thêm phần bình luận giùm vợ chồng đi. Thôi đến đây mình xin tạm dừng để mình ăn tiếp cái này cho nó xong nha. Còn vừa rồi có cái chuyện mình nói về cái số an sinh xã hội mà 2.9 tỷ hồ sơ đó. Cái đó mà sao mà lộn xộn, quá nhiều người nói đủ thứ chuyện á luôn á, để mình rảnh mình làm cái video khác mình giải nghĩa cho rõ ràng nha. 2.9 tỷ hồ sơ chứ không phải 2.9 tỷ người nước Mỹ. Nước Mỹ chỉ có gần 400 triệu người thôi. Có gì mình rảnh mình sẽ làm một cái video nói rõ về cái đó chi tiết hơn. Thank you. Bye bye. Mi chúc cho các bạn cùng cô chú có một ngày vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên người thân của mình nha. Mi chào tạm biệt. Bye bye.